Ok, chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay điện máy An Gia tiếp tục lên video này. Thì cái video này em sẽ nói về cái vấn đề về máy lọc không khí nhá. Thì cái máy lọc không khí hiện tại bây giờ ấy, thì những ngày này đang rất là ô nhiễm và có rất nhiều những cái câu hỏi thắc mắc rất là hay. Tập vừa rồi thì em cũng đi tìm những cái tác hại hay là những cái điều mà không ok về máy lọc không khí. Thì đây hôm nay em có lên Google em search một cái bài cái tiêu đề là máy lọc không khí có hại không. Thì kéo đến cuối thì Google nó gợi ý một cái tiêu đề như này, một cái từ khóa này, máy lọc không khí lừa đảo à, rất là hay đúng không ạ? Và cái mình rất là tò mò với từ khóa này. Và cái từ khóa này bắt đầu mình kích vào đây, mình kích vào cái bài viết của kênh 14 này. Thì mình thấy cái bài viết này là rất là hay. Đấy là những cái hiểu lầm tai hại của máy lọc không khí, tưởng vậy mà không phải vậy đâu. Đấy, đây thì mình sẽ tổng kết nhá. Mình sẽ tổng kết ở trong cái bài viết này, mình sẽ tổng kết này, tổng kết cho các bác. Đấy, như là cái tiêu đề chính, các cái nội dung chính này. Những sản phẩm sở hữu màng lọc HEPA thì mới là đỉnh của chóp, đúng nhưng chưa chuẩn, chưa đủ chuẩn. Cái này mình đã khuyến cáo rất nhiều, mình sẽ tổng hợp trước nhá. Tiếp theo là máy lọc không khí thì khử mùi rất hiệu quả, sai bét thì cái này thì có đúng và có sai, mình cũng sẽ phân tích lại cái này một chút. Tiếp theo đó là cỗ máy thần thánh lọc bụi rồi, thế thì không phải dọn nhà nữa, cái này là đúng là sai. Đấy, cái này là sai, hạn chế thôi. Cái tiếp theo nữa là máy lọc không khí sẽ tiêu diệt mọi loại vi khuẩn, cái này thì sai luôn. Mà thực ra thì cái này cũng nếu mà nói thì không khách quan, mình sẽ phân tích cụ thể hơn. Đấy thì có một số cái thế thì mình sẽ phân tích ở cái bài viết này nhá mọi người nhá. Ok, thì bây giờ đầu tiên là cái máy lọc không khí thì sở hữu cái màng HEPA thì sẽ là mới đỉnh của chóp và sẽ lọc được tất cả các cái virus vi khuẩn các kiểu đúng không ạ? Đây có một sự thật mà chối cãi là máy lọc HEPA vẫn tiên tiến nhất thời đại hiện nay. Nói chung là HEPA ấy, chính ra ấy, nó là một cái công nghệ ấy, nó HEPA là cái màng lọc bụi, nhưng cái HEPA nó là cái tác động cuối cùng khi mà máy lọc không khí nó là một cái hệ thống tuần hoàn liên tục, và nó liên tục lấy gió vào các phía về máy lọc không khí, và hệ thống diệt khuẩn ở cái cửa gió lên đấy nó sẽ phát ra phát các cái điện tích, phát các điện tích đúng không ạ? Đấy, phát điện tích ví dụ như là ion này, ví dụ như là O gốc OH cộng OH trừ các kiểu đấy, nitơ các kiểu đúng không ạ? Thế thì cái khi mà diệt khuẩn xong thì cái lượng mà virus vi khuẩn và bụi nó sẽ bay về HEPA, và cái HEPA là cái xử lý cuối cùng. Đấy, cái HEPA là cái gần như là xử lý cuối cùng trong một cái quy trình lọc không khí. Đấy mọi người nhá. Thế nên bây giờ là gì? Cái màng máy lọc không khí ấy, cái màng HEPA ấy, nó mình đã nói rất là nhiều rồi, mình nói rất nhiều các video mình nói là cái màng HEPA ấy thì nó chỉ cái hệ thống diệt khuẩn đấy nó quyết định khoảng 67% cái chất lượng không khí trong phòng. Cái HEPA nó chỉ là cái xử lý bụi và cái đấy là cái cuối cùng thôi mọi người nhá. Đấy, và cái HEPA thì cái màng lọc nó không giải quyết được nhiều vấn đề đâu. Ok, thì bây giờ mình đã đi ngược lại, mình đã đi sang mình đã nói rất nhiều trên Shopee, nói rất nhiều các cái trang ví dụ như Shopee, Lazada họ bán những cái sản phẩm. Đây ví dụ như sản phẩm này. Đúng không ạ? Cái sản phẩm này là máy lọc không khí cũng này nó chỉ có giá 372.000 thôi mọi người nhá, 361.000 tìm thôi. Mình không nói những cái sản phẩm chính hãng nhá. Còn cái sản phẩm này thì không hiểu vì sao mà vẫn có những bán được đến 1,1k sản phẩm ở đây mà không hiểu là người dùng không biết. Nhưng con máy này chắc chắn là mình khẳng định luôn là chắc chắn con máy này chẳng có hệ thống diệt khuẩn gì cả. Nó chỉ có cái màng lọc bụi HEPA thôi. Và con máy này thì thật là khi mà vào máy bây giờ đơn giản này nhá. Cái màng lọc HEPA của một cái máy như cái máy Nhật mình bán, nếu mà rẻ nhất trên thị trường bây giờ nó cũng phải rơi vào tầm 200-250 bán lẻ. Đấy, và còn nếu như màng chính hãng của Nhật nhá thì nó phải rơi vào tầm 700-800 thậm chí 2 triệu mới có một cái màng lọc HEPA. Đấy, mà ra pa chuẩn mọi người nhá. Thì bây giờ một con máy như này có 300, kể cả máy, kể cả cả miếng, kể cả màng lọc thì có 372-361.000, hay là cứ chế cho 669.000 đến 700 đi. Thì nó không hiểu, mình chưa hiểu là trong cái con máy này nó có cái gì. Nó thật là mình cũng chưa dùng, mình nói đúng như thế. Nhưng mà phải nói là mình khẳng định luôn là những con máy này ấy nó chỉ có cái màng lọc bụi thôi. Và các bạn biết rồi, ở trong cái nhà mình ấy, mình cứ để bất cứ vật dụng gì, nếu nhà có bụi thì bụi còn bám vào đấy cơ. Thì cái con máy này nó cũng đúng như thế. Nó chỉ gọi là cái gì, bụi đến nơi thì nó bám vào mà. Thế thôi, hút một chút vào, gọi lại thôi. Chứ còn nó chẳng có cái giá trị gì cả. Đấy, thì ở đây ấy, cái này ấy, là đúng, cái HEPA này ấy, nó là đỉnh của chóp thì là sai. Màng lọc nó chỉ quyết định một phần thôi, chứ nó không thể giải quyết được vấn đề chất lượng không khí trong phòng mọi người nhá. Đấy, tiếp theo là máy lọc không khí thì khử mùi rất hiệu quả, đúng. Máy lọc không mùi khử mùi rất hiệu quả thì đúng. Nếu như cái máy lọc không khí đấy nó là các cái hãng ví dụ như là Sapana Daikin hay là những Hitachi hay là những cái hãng mà họ có kiểm định chất lượng không khí này, có đi gửi con máy đi đến ví dụ như là hôm trước mình phân tích một cái về chủ đề về Daikin ấy, thì có những cái phòng thí nghiệm này, có những cái trường đại học này đấy, có những cái trải nghiệm thực tế và test
trong những cái không gian thực tế thì máy lọc không khí khử mùi được. Còn những cái con máy mà các bác mua, những con máy như em vừa nói ở đây này, đấy, thì con máy này em khẳng định luôn nó chẳng có giá trị đâu, không khử được mùi đâu. Đấy là sai, đúng rồi. Cái tiếp theo là cỗ máy này, nó cỗ máy thần thánh mà lọc bụi sạch thì không phải đâu mọi người ạ. Máy lọc không khí nó cũng không phải là máy hút bụi, mọi người phải hiểu như thế. Mới hiểu ý em không ạ? Không phải là máy hút bụi đấy, mạnh như thế. Thì cái máy lọc không khí ấy, nó chỉ là gì, nó xử lý về bụi, đúng, bụi mịn các thứ có, nhưng nó chỉ xử lý bụi một, chỉ là một phần thôi đấy. Vì không, nó không thể hút tất cả bụi ở trong phòng vào một con máy được, không thể làm như thế được mọi người nhá, chắc chắn luôn. Quan trọng nhất là xử lý được cái bụi mịn đấy, bụi mà gây ra những cái sức khỏe của con người ấy, mình không cảm nhận được ấy. Đấy là cái quan trọng nhất. Còn bụi kia nó chỉ xử lý một phần thôi đấy. Tiếp theo là máy lọc không khí thì là phải đóng kín cửa, thì cái này không cần thiết là đúng, có thể là mình sẽ phải mở cửa ra, mở cửa để lấy khí tươi ở ngoài vào, đúng không ạ? Và máy lọc không khí nó xử lý, nhưng mà đừng như là đừng mở với không gian ở ngoài nhiều quá, mà mở trong không gian nhà mình ấy. Ví dụ nhà mình những chung cư đúng không, có 100 mét, ba phòng ngủ, thì mình cứ thử mở ra, cứ mở các phòng ra, không phải lọc kín. Ví dụ lúc nào mình dùng bù ẩm ấy, đấy, máy lọc không khí có bù ẩm thì nên cho vào, là nên đóng cửa vào thì nó bù ẩm tốt hơn đấy. Nói là không khí tiêu diệt mọi loại virus vi khuẩn. Thì thực ra mình đã nói cái video mình cũng đã nói, kể cả những cái hãng Daikin đi nữa thì mình nói thôi, nó cũng chỉ được khoảng 70-80%, 60-70% đến 70-80% là cùng cái khả năng diệt khuẩn thôi. Bởi vì trong cái, các bác cứ phải hiểu nhá, người ta test là người ta test trong môi trường điều kiện gọi là phòng thí nghiệm. Còn ở đây là mình thực tế, mình sử dụng thực tế thì mình phải giảm kỳ vọng xuống, giảm kỳ vọng xuống để không bị thất vọng về cái máy lọc không khí. Ok, thế thì cái chủ đề hôm nay là mình sẽ nói về những cái bất cập và những cái mà cái thị trường máy lọc không khí ở Việt Nam mình ấy, đang gặp phải đấy, đang gặp phải. Và thực ra là cái video này mình cũng nói để mình giúp cho mọi người gọi là có một cái nhìn thực tế và khách quan hơn về cái máy lọc không khí, giảm cái kỳ vọng xuống. Cái thứ hai là đừng mua những cái sản phẩm nó quá rẻ, hoặc là nó không có cái thương hiệu cụ thể nào cả, mà các bác cứ nhảy vào mua thì nó không giải quyết được cái gì cả. Đấy, đấy thì là cái khuyến cáo của mình mọi người nhé. Rồi, thì hy vọng với cái khuyến cáo này thì giúp cho mọi người có cái nhìn tốt hơn, sâu xa hơn, và sẽ là mua những sản phẩm, lựa chọn được những sản phẩm là nó thực sự giúp cho sức khỏe con người, chứ đừng mua những sản phẩm mà mang về nó chỉ mang tính chất yên tâm trong cái suy nghĩ của mình, còn nó không mang lại cái giá trị thực tế. Rồi, ok, cảm ơn mọi người.